chàng trai đang tắm đột nhiên cửa phòng tắm mở toang. Một cô gái mang cầm theo chiếc điện thoại hùng hổ tiến vào nháy cho anh ta vài bức ảnh, để đời. Sau đó còn không quên tặng cho hắn một món quà cuộc sống khiến anh ta sợ đứng hình. Chào các chế, hôm nay mình sẽ mang đến cho các chế bộ phim tình cảm lãng mạn, nhưng không kém phần hài hước đó chính là Xin đừng gặp anh ấy. Cô gái ở đầu video là Seo Ji Sung, nữ lập trình viên của một công ty điện tử, cũng chính là nữ chính của bộ phim đang chuẩn bị cho ra mắt tủ lạnh kết hợp với trí tuệ thông minh AI. Nhưng hôm nay AI có vẻ hơi bị lỗi. Ji Sung hỏi trong tủ lạnh có gì thì tủ lạnh lại đáp trong tủ có nước nóng, rồi ngồi đếm trứng cả buổi. Ji Sung bối rối tắt đi nhưng bất thành. Dưới áp lực của sếp, Ji Sung phải tăng ca hoàn thành dự án. Ji Sung bắt tay vào thử nghiệm lần nữa. Cô cầu trời khấn Phật mong chiếc tủ lạnh không đơ như sáng nay. Quả nhiên đúng người sai thời điểm, chiếc tủ lạnh vẫn tiếp tục bị lỗi. Ji Sung bực bội đá cho nó hai phát, rồi tiếp tục lắc mạnh chiếc tủ lạnh khiến nó trực tiếp bốc khói thăng thiên. Ji Sung hoảng loạn đi gọi cứu hỏa rồi tìm bình chữa cháy ứng phó trước. Kết quả là tủ lạnh còn chưa được ít bột chữa cháy nào, mà Ji Sung đã hóa trang thành nữ hoàng băng giá Elsa. Lính cứu hỏa đến nơi nhìn thấy Ji Sung như vậy cũng đờ người ra, nhưng nhanh chóng hồi phục lại tinh thần tận tâm dạy cách sử dụng bình cứu hỏa cho cô. Người lính cứu hỏa đó không ai khác chính là nam chính của chúng ta Cúc Hy. Ji Sung nhận được bài học thì thực hành luôn. Cô không hề phụ sự dạy dỗ của Cúc Hy, học một biết mười, trực tiếp biến anh thành nữ hoàng băng giá giống mình. Quả là một tiết học nhớ cả đời. Ji Sung bối rối xin lỗi Cúc Hy vì sự tài giỏi của mình. Anh cũng không để bụng mà còn cẩn thận giúp cô kiểm tra nguyên nhân vụ cháy. Sau một hồi nhòm ngó, Cúc Hy kết luận tủ lạnh cháy là bị do tác động mạnh dẫn đến chập điện. Ji Sung đầu nhớ lại những cú đá đầy bản lĩnh của mình, nhưng miệng vẫn giải thích chập điện là do điện áp cao. Vụ cháy đã được giải quyết xong, Ji Sung bắt tay vào sửa chữa chiếc tủ lạnh. Cô đi thu thập các linh kiện thì bỗng nghe được tiếng gọi tình yêu. Thì ra người yêu cô đến tận công ty để đón cô về, nhưng hôm nay Ji Sung lại phải ở lại công ty tăng ca. Cả hai luyến tiếc chia tay nhau. Cùng lúc này, con chip Ji Sung vừa lụm được bỗng nhiên phát sáng mà cô không hề hay biết. Con chip được lắp vào tủ lạnh bỗng xảy ra biến đổi. Cô chỉ mới nhập nơi ở, tuổi tác của mình vào chiếc tủ lạnh, mà nó có thể phân tích mọi chân tơ kẽ tóc của cô. Mọi thứ hiện lên trên màn hình khiến Ji Sung hoài nghi nhân sinh. Cô thử đọc thông tin của đồng nghiệp, thì chiếc máy lại một lần nữa hiển thị mọi chân tơ kẽ tóc cuộc sống, thói quen của đồng nghiệp. Hôm sau, Ji Sung lê thân hình mệt mỏi xuống quán cà phê của bạn thân thưởng thức cốc cà phê mix cùng vật thể không xác định, thì nhìn thấy bạn thân khác của mình, Je Seo được bạn trai đưa đến trên con xế hộp màu đỏ. Vừa bước vào quán, Je Seo đã mở miệng vay chị em 20 triệu để đầu tư cho bạn trai. Chị em ra sức ngăn cản, nhưng con người đã chìm đắm trong tình yêu làm sao có thể phân biệt được đúng sai. Đúng là đồ mê muội. Ji Sung bất lực trở về công ty lại nhận được cuộc gọi từ Je Seo. Cô thuận mồm nói ra một số thông tin về tên bạn trai của Je Seo, bỗng chiếc tủ lạnh tự động hiển thị mọi thông tin về hắn ta. Ji Sung nhanh chóng cúp máy ngồi điều tra, thì phát hiện người yêu của bạn thân là một tên khốn. Hắn đã vay Je Seo một số tiền lớn chưa trả, mà hiện tại còn mặt dày đòi vay thêm lần nữa. Không những thế, hắn còn đã vay tiền của một cô em chân dài nào đó sau lưng bạn thân. Ji Sung lập tức hẹn Je Seo uống cà phê tâm sự. Chưa kịp nói chuyện đã nhìn thấy bóng dáng người yêu Je Seo đang đi cùng gái. Cả hai lén lút chuyển chỗ ngồi bắt gian. Je Seo nghe cuộc trò chuyện của đối phương thì không thể nhịn thêm được nữa, trực tiếp đứng lên vạch trần tên khốn bắt cá hai tay. Sau đó cô còn tiện tay tặng hắn một ly nước ép phủ thêm lớp kem chi béo ngậy vào mặt rồi tiêu sái rời đi. Về đến công ty, Ji Sung tò mò tìm đến chiếc tủ lạnh để test nhân phẩm của bạn trai. Vô số hình ảnh hiện lên trên màn hình. Điều Ji Sung không ngờ tới nhất là tên bạn trai của mình lại dám đem những bức ảnh riêng tư của mình gửi vào trong một group chat bí mật. Ji Sung vô cùng tức giận nhìn những bức ảnh riêng tư của mình bị tên đàn ông khốn khiếp lách ra ngoài. Cô không ngờ tên bạn trai lấy lý do rằng lắp camera trong nhà để bảo vệ cô, nhưng thực chất lại là để rình mò lách những bức ảnh riêng tư của cô ra ngoài. Ji Sung quyết tâm sẽ báo thù tên đàn ông khốn khiếp đó. Ji Sung hẹn tên đàn ông khốn khiếp đó đến nhà và kêu hắn ta đi tắm, còn mình sẽ tận tay chuẩn bị một món quà bất ngờ dành cho hắn. Tên kia nghe xong thì hớn hở đi tắm chờ đợi món quà bất ngờ của Ji Sung. Kết quả như chúng ta đã thấy ở đầu video, tên bạn trai vô cùng khiếp sợ trước hành động của Ji Sung. Sau khi làm xong mọi chuyện, Ji Sung cầm theo túi sách rời khỏi nhà, nhưng vẫn không quên đạp nát chiếc điện thoại của tên cha nam. Ji Sung hùng hổ đến công ty trách móc chiếc tủ lạnh đã hủy hoại tình yêu của cô. Sau khi trút giận, Ji Sung buồn bã hỏi chiếc tủ lạnh tối nay mình nên ăn gì để giải đen. Nhìn bát canh nóng hổi trước mặt, Ji Sung vực lại tinh thần giải quyết sạch sẽ đồ ăn mà không biết rằng có một ánh mắt đang nhìn cô từ nãy đến giờ. Ji Sung vui vẻ đi thanh toán nhưng quán lại không nhận thanh toán bằng thẻ, mà cô lại không có đủ tiền mặt để chi trả. Lúc này, chàng trai nhìn Ji Sung ăn cũng đã hoàn thành bữa ăn và ra thanh toán. Ji Sung nhận ra chàng trai đó chính là Cúc Hy. Ji Sung ngại ngùng nhờ anh trả tiền bữa ăn này giúp mình rồi sẽ chuyển khoản lại cho anh.
Cúc Hy cũng vui vẻ giúp đỡ vì dù sao hai người cũng đã từng gặp mặt. Sáng hôm sau, Di Sung đến quán cà phê của bạn thân thông báo rằng mình đã trở về với cuộc sống độc thân đầy hy vọng. Bạn thân nghe xong lý do chia tay thì lập tức xì khói muốn đem tên khốn kia đi xử bắn xả giận cho bạn thân mình. Di Sung cảm thấy vô cùng tiếc nuối cho 7 năm thanh xuân của mình lại dành tặng cho một tên khốn. Sau khi hẹn gặp bạn thân, cô cũng gọi điện hẹn gặp bố mẹ và thông báo mình đã chia tay và sẽ không còn một đám cưới nào hết. Di Sung đang làm việc thì tên cha nam gọi điện hẹn gặp cô để nói chuyện cho rõ ràng. Hai người hẹn nhau ở quán cà phê của bạn thân Di Sung. Nhìn khuôn mặt của tên chó má, bạn thân cô đã khuyến mại cho hắn một cốc nước ép xương rồng cùng ánh mặt vô cùng trìu mến khiến hắn sợ đứng hình. Tên bạn trai tìm đến Di Sung để bao biện cho hành động của hắn. Hắn ta nói rằng do đám bạn mình luôn chê bai về việc Di Sung bị lép nên hắn mới phải gửi ảnh riêng tư của cô vào group chat để thanh minh rằng cô không hề như thế. Di Sung nghe xong lý do nực cười đó thì đứng dậy thông báo một câu xanh dần đám cưới bị hủy rồi đi một cách ngầu lòi. Tên bạn trai kia vẫn không chịu bỏ cuộc, ngang nhiên chặn đường Di Sung. Nhưng hắn ta không phải muốn níu kéo cô, mà hắn chặn đường cô chỉ để liệt kê một loạt các tổn thất về mặt chi phí nếu hủy đám cưới. Di Sung nghe đến đây thì sa mạc lời. Cô tức giận đe dọa nếu hắn còn xuất hiện trước mặt cô thêm một lần nào nữa thì cả anh và đám bạn tục tĩu đó ngày mai sẽ lên phường uống trà. Tên bạn trai nghe xong thì chạy ngay lập tức không thèm ngoảnh lại. Vừa đuổi đi chưa đầy một ngày thì Di Sung cùng tên bạn trai cũ lại gặp nhau và người hẹn không ai khác chính là phụ huynh hai bên. Mọi người tưởng rằng cả hai chỉ giận dỗi vô cớ nên vô cùng mong hai người họ sẽ làm lành và tiếp tục đám cưới. Di Sung rất khó xử trước tình huống trước mắt nhưng cô vẫn chọn cách nói ra sự thật. Mọi người nghe xong ai nấy đều bàng hoàng. Mẹ hắn liên tục cho hắn vài trưởng và cầu xin sự tha thứ của Di Sung. Cô kiên định với quyết định của mình và không tha thứ cho hành động bỉ ổi này của hắn. Mẹ hắn sau đó cũng lật mặt đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Di Sung và cho rằng đó là lỗi của cô, chứ không phải do con trai bà ta. Mẹ Di Sung nhìn cảnh cá mè một lứa lập tức đứng lên xin lỗi mẹ hắn ta, rồi trực tiếp đứng lên combat với tên khốn đó. Khí thế hùng hổ của mẹ Di Sung dọa hai mẹ con nhà kia chạy chối chết không ho he được lời nào. Sau khi hoàn toàn thoát khỏi tên đàn ông khốn khiếp, Di Sung cùng vội chị em quyết định mở tiệc ăn mừng cô quay trở lại với cuộc sống độc thân đầy vui vẻ. Di Sung say mềm căng hải về nhà, ai dè say quá ngủ gà ngủ gật luôn ở đường. Cúc Hy cùng đồng nghiệp đi qua thì thấy cô đang gật gù bên vệ đường. Anh tốt bụng đánh thức cô dậy, ai ngờ cô nàng vừa mở mắt đã chui luôn vào tủ lạnh bên đường, ai cản cũng không được. Cúc Hy dùng hết sức ba bò chín châu mới tách được Di Sung khỏi chiếc tủ lạnh rồi đưa cô về đúng đường, sau đó mới rời đi. Sáng hôm sau Di Sung tỉnh dậy đầu bù tóc rối phát hiện ra mình đã muộn giờ làm. Cô ba chân bốn cẳng sửa soạn chạy vội xuống nhà thì va phải Cúc Hy đang ôm một chú mèo. Di Sung bị dị ứng lông mèo lập tức hắt xì vào cái làm chú mèo hoảng sợ trượt khỏi tay Cúc Hy. Hai người chào hỏi qua loa rồi chạy đi làm công việc của mình. Khó khăn lắm Di Sung mới kịp chạy đến công ty thì lại gặp phải một sự kiện khó quên. Di Sung trong nhà vệ sinh hóng được đờ ra ma một nhân viên đang qua lại với giám đốc. Tình cờ thế nào người đó lại mới được chuyển đến phòng làm việc của cô, hơn thế nữa lại còn được đảm nhận chức trưởng phòng. Mà người được nói đến chính là Hoang Ga Ưng thình lình xuất hiện bên cạnh bọn họ. Di Sung cảm thấy toang rồi, hóng đờ ra ma bị người ta bắt gặp thì thôi, đằng này còn thêm combo làm việc chung. Di Sung sầu não đi tâm sự tuổi hồng cùng chị em tìm an ủi. Sau khi hội họp với chị em, Di Sung trở lại với guồng quay công việc. Hôm nay cô phải báo cáo chi tiết dự án với cấp trên. Dự án của cô được chấp thuận nhưng Di Sung vô cùng quan ngại về khả năng vượt trội của nó, thậm chí điều tra được cả thông tin bí mật của người khác nên chần chừ không muốn đưa ra thị trường. Di Sung lấy cớ mình cần thêm thời gian để chỉnh một vài lỗi. Mọi người vui vẻ tan họp thì Di Sung nhìn thấy một cảnh tượng cả đời khó quên. Đồng nghiệp của cô, Hoang Ga Ưn đã ngồi mà không có ghế suốt cả cuộc họp mà không si nhê gì. Mọi người trố mắt nhìn Ga Ưn với vẻ mặt không thể tin nổi. Di Sung cũng hoảng sợ trước cảnh tượng phi vật lý này, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần đi tìm điện thoại của mình. Cô lần theo vị trí tìm được chiếc điện thoại, thì nhìn thước gương mặt quen thuộc của Cúc Hy. Thì ra vào đêm hôm nọ khi cô say rượu và tình cờ gặp Cúc Hy, trong khi anh cố tách cô ra khỏi chiếc tủ lạnh, hai người đã bị ngã và đồ đạc theo đà rơi ra. Trong lúc không để ý, hai người đã cầm nhầm điện thoại của nhau mà không hề hay biết. Di Sung vừa mở điện thoại đã nhận được vô vàn cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến từ bạn trai cũ. Cùng lúc đó, Cúc Hy ngại ngùng thông báo có lẽ mình đã khiến bạn trai cô hiểu lầm. Thì ra, tên bạn trai cũ gọi điện cho Di Sung nhưng Cúc Hy không biết là nhầm điện thoại nên thản nhiên nhận cuộc gọi đó. Tên bạn trai cũ nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh trong điện thoại lập tức nhảy dựng lên tưởng Di Sung vừa chia tay xong đã có người mới. Cúc Hy chưa kịp giải thích thì chiếc điện thoại đã tắt. Di Sung sau khi nghe câu chuyện thì mặc kệ tên bạn trai cũ thích nghĩ gì thì nghĩ, quay sang tìm mèo cùng Cúc Hy. Hai người cá cược xem ai sẽ là người tìm ra mèo nhanh nhất. Di Sung chọn cách đăng lên mạng xã hội nhờ mọi người cùng tìm, trong khi đó Cúc Hy lại chọn cách truyền thống hợp với công việc và sở trường của mình.
Sau khi hoàn thành công việc đăng tải, Jisung tạm biệt Cúc Hy để về công ty. Jisung đen đủi chờ mãi chẳng thấy chiếc xe taxi nào thì gặp lại Cúc Hy, dắt xe đạp đi qua. Cô hỏi thăm anh tại sao có xe không nhảy lên đạp cho nhanh, mà lại chọn cách dắt bộ. Thì ra anh cũng muốn nhảy lên đạp lắm chứ, nhưng khổ nỗi chiếc xe lại hỏng đúng lúc. Dân kỹ thuật Jisung trổ tài sửa xe đạp khiến Cúc Hy một bên nhìn đến lóa mắt. Để trả ơn sửa xe đạp, anh quyết định đèo Jisung về công ty. Mặc dù hơi mệt nhưng cũng thành công đưa cô trở về. Vừa bước vào công ty, cô đã nhận được cuộc gọi của tên bạn trai cũ hỏi về sự việc hiểu lầm đó. Jisung mặc kệ hắn, cúp máy ngay và luôn cho nhẹ người. Chưa đủ đau đầu với tên bạn trai cũ, cô còn bị công ty hiểu lầm là đang mang thai. Mọi người chu đáo chuẩn bị một chỗ ngồi êm ái và còn live stream chúc mừng cô lên chức làm mẹ. Jisung ra sức giải thích, nhưng không ai tin. Cuối cùng, nhờ giọng nói quyền lực của một người không ngờ đến, Hoàng Ga Eun đã giúp cô thoát khỏi sự tra hỏi của đồng nghiệp. Cùng lúc đó, Jisung bị mọi người bàn tán, trong group của công ty là người phản bội tình yêu 7 năm, và có con với người khác ngay trước hôn nhân. Mặc dù chủ tút không nhắc tên nhưng mọi người ai cũng biết đó là ai. Jisung quyết định mặc kệ sự đời, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Cô đem vứt hết đồ kỷ niệm giữa mình và tên bạn trai cũ vào sọt rác. Đêm khuya yên tĩnh thoát cái, Cúc Hy nhảy ra từ bụi cây với tà áo trắng dọa Jisung, sợ hết hồn. Thì ra Cúc Hy đang đi tìm mèo nhưng mãi không thấy kết quả. Jisung tốt bụng giơ chiếc điện thoại nói rằng mình đã tìm thấy mèo của anh nhờ mạng xã hội. Cúc Hy cầm cả tay cô, cầm cả chiếc điện thoại để xác minh, nhưng đó vẫn không phải con mèo của anh. Jisung bị một loạt hành động trước mắt làm cho hơi bối rối. Cô nhanh chóng lấp liếm bằng cách dẫn Cúc Hy đi tìm mèo. Jisung vô tình bị rách tay, Cúc Hy nhanh chóng lấy ra đồ sơ cứu anh luôn mang bên cạnh, rồi tận tình xử lý vết thương cho cô. Nhìn Cúc Hy chăm chú xử lý vết thương cho mình, lòng Jisung loạn như cào cào. Cô vô thức xin số điện thoại của Cúc Hy. Để tránh bị nghi ngờ, cô nói rằng mình xin số để khi nào tìm được mèo sẽ liên hệ với anh. Xong việc, bỗng dưng Jisung hỏi Cúc Hy có tiền không. Thì ra cô nàng lên cơn thèm bánh cá. Cúc Hy tốt bụng mua cho cô vài cái, nhưng khi xin cô một chiếc thì xin mỏi cả lưỡi mới được. Ôi, cái cảm giác phải đi ăn xin tiền của mình nó lạ lắm. Hôm sau, công ty của Jisung có buổi thuyết trình ra mắt sản phẩm mới. Nhưng buổi thuyết trình đã nát tan tành nhờ công của anh chàng đồng nghiệp của cô. Hóa ra chiếc tủ lạnh của cô đã liên kết với toàn bộ thiết bị điện tử xung quanh. Anh chàng đồng nghiệp không lo giới thiệu sản phẩm của mình, còn làm màu mời Jisung lên làm khán giả. Kết quả, tủ lạnh nhận được câu lệnh của cô lập tức hoạt động. Do có liên kết với máy hút bụi, thế là chiếc tủ lạnh thông qua nó chiếu hết các hình ảnh các hoạt động của anh ta mạng xã hội gần đây, của anh ta và chính anh ta là người đăng tin drama của Jisung lên mạng xã hội. Anh ta nhanh chóng bị cấp trên của trách và có nguy cơ bị sa thải. Jisung không ngờ đồng nghiệp lại đâm sau lưng mình một nhát đau như vậy. Jisung mặc dù buồn nhưng cũng cảm thấy mình thật may mắn. Cũng nhờ sự kiện này mà cô phát hiện ra chiếc tủ lạnh chỉ hiển thị những chức năng vượt trội như vậy nhờ giọng nói của cô. Ngoài cô ra không ai có thể kích hoạt chức năng đó. Jisung thử tìm kiếm mèo của Cúc Hy nhờ chiếc tủ lạnh nhưng nó lại không có dữ liệu. Jisung tan làm trở về nhà thì trời đột nhiên đổ cơn mưa. Cô vội vã chạy tìm chỗ trú thì lại gặp Cúc Hy đang bịt khăn đen lên chú mèo, sau đó rút ra chiếc dao nhọn hoắt định làm gì đó. Jisung hoảng sợ hét lên đúng lúc đồng nghiệp của anh chạy tới. Thì ra anh chỉ định cắt đoạn dây bị quấn vào chân chú mèo. Cuối cùng, sau bao ngày tìm kiếm, Cúc Hy đã tìm lại chú mèo của mình. Hai người cùng nhau đưa nó đi đến bệnh viện thú y khám tổng quát. Sau khi rời bệnh viện, hai người lại cùng nhau đi ăn canh đậu phụ cho ấm người rồi cùng nhau ra về. Chưa cách như được bao lâu, hai người lại chạm mặt nhau ở công ty. Thì ra Cúc Hy cùng đồng đội đang tìm cách cải thiện môi trường làm việc cho lính cứu hỏa. Họ muốn tìm một vài sản phẩm có ích nên đã tìm đến công ty của Jisung. Bọn họ muốn kết hợp với công ty cô tạo ra camera tích hợp trí tuệ nhân tạo AI. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Jisung trở về nhà, bỗng dưng nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng tắm. Jisung hoảng sợ cầm theo chiếc ô bước vào, thì thấy tên bạn trai cũ đang tìm cách đột nhập vào nhà cô, nhưng không may hắn bị kẹt lại tại cửa sổ. Hắn mặt dày nhờ Jisung đến cứu nhưng cô mặc kệ. Ngay lúc này chuông cửa vang lên. Thì ra tên bạn trai cũ đã gọi cứu hộ, trùng hợp rằng người đến lại là Cúc Hy và đồng đội. Cứu hộ đã đến, Jisung quay người bỏ đi thì bị tên bạn trai cũ gọi lại. Hắn liên tục xin lỗi về vụ việc đã chụp ảnh riêng tư của cô, rồi đăng lên nhóm bạn bè của hắn và nói đó chỉ là sơ suất. Jisung nổi đóa dạy cho hắn một bài học ngay trước mặt Cúc Hy cùng đồng đội rồi đi ra ngoài tĩnh tâm. Tên bạn trai cũ sau khi thoát khỏi khung cửa vẫn muốn nói chuyện với Jisung, nhưng đã bị Cúc Hy chặn lại. Anh cũng không ngần ngại cảnh cáo hắn đừng cố gắng đột nhập vào nhà cô nữa vì như thế là phạm pháp. Sau khi giải quyết tên bạn trai cũ, Cúc Hy vác một vật thần bí bước vào nhà Jisung. Ta ra một tấm stand đi đồng nghiệp kích cỡ 1:1. Anh muốn dùng tạm cái này để che cửa sổ phòng vệ sinh cho cô. Không những thế, Cúc Hy còn tỏ ý sẽ lắp lại cửa sổ cho cô sớm nhất có thể. Jisung nghe vậy thì vui vẻ đồng ý, trước khi ra về còn đưa anh chiếc ô làm quà cảm ơn.
giờ lành đã đến. Di Sung chạy hùng hục về nhà chờ Cúc Hy đến lắp cửa sổ, thì thấy anh đã đứng dưới nhà từ bao giờ. Anh xách theo chiếc cửa sổ lên nhà Di Sung và nhanh chóng sửa cửa cho cô. Theo nguyên tắc Cúc Hy phải chụp ảnh trước và sau khi sửa, nhưng hôm nay anh lại quên mang điện thoại nên nhiệm vụ đó được giao cho máy của Di Sung. Di Sung tâm trạng tốt còn nháy cho anh một bức ảnh siêu đẹp trai nhưng lại bị Cúc Hy lạnh mặt bắt xóa đi. Thì ra Cúc Hy có ám ảnh tâm lý về việc bị chụp trộm. Ngày xưa anh bị kẻ xấu chụp trộm và bị người ta bàn tán rất nhiều nên đã nảy sinh ra ám ảnh tâm lý. Di Sung hơi bất ngờ về phản ứng của anh vẫn nhanh chóng xóa bức ảnh. Hôm sau, Di Sung mang theo camera ra tích hợp AI đến trụ sở của Cúc Hy. Cô theo nhóm Cúc Hy đi tập luyện tiện thể test cam xem có lỗi gì không. Đến cuối ngày, đồng nghiệp của Di Sung mới tới phụ cô test sản phẩm, nhưng lại chả được ích gì chỉ được cái phá hoại. Tài liệu cô test cả ngày trời lại bị đồng nghiệp lỡ tay xóa mất làm Di Sung phải quay lại một lần nữa. Một vấn đề đã xảy ra, nhóm của Cúc Hy đã rời đi ngay sau khi kết thúc set quay, nên bây giờ chỉ còn mình Cúc Hy là mẫu và Di Sung sẽ là người quay phim. Vất vả cả ngày trời đến lúc ra về thì phát hiện cửa đã bị ai đó khóa lại, đã thế điện thoại của cô còn hết pin còn Cúc Hy không có thói quen mang theo điện thoại lúc làm việc. Hai người thử thoát ra bằng cách trèo tường nhưng không được. Đúng lúc này, Di Sung trượt chân ngã vào lòng Cúc Hy. Hai người đưa ra một lúc rồi ngượng ngùng tách ra. Hết cách, hai người đành phải tá túc ở đây một đêm. Hai người cùng nhau nói chuyện về những khó khăn và thử thách khi làm công việc của mình. Sau cùng, Di Sung lấy hết dũng khí hỏi tại sao Cúc Hy lại ghét chụp hình đến vậy. Cúc Hy không nói lý do mà chỉ nói rằng thực tế luôn tốt hơn những bức ảnh đó. Di Sung nghe xong tự dưng thấy mình và anh có sự đồng cảm nào đó. Bốn mắt nhìn nhau, đôi môi sát lại gần nhau. Đang đoạn kịch tính thì đồng nghiệp Cúc Hy chạy đến mở cửa. Di Sung ngại ngùng đứng dậy tạm biệt mọi người rồi chạy về công ty. Di Sung chuyển hết video cho bên Cúc Hy mà miệng không nhịn được mà mỉm cười. Có lẽ cô đã bất giác rung động với vẻ ngầu lòi của Cúc Hy mất rồi. Bên này Cúc Hy cùng không khác là bao. Anh cũng ngồi ngắm video của Di Sung rồi cười tủm tỉm. Cúc Hy cảm thấy mình điên thật rồi thì bỗng nghe tiếng gì đó. Anh tò mò quay sang thì thấy Di Sung đã đứng ở đó từ bao giờ. Bên này đồng nghiệp của cô Hoang Ga Eun đã phát hiện ra gì đó. Cô ta ghi âm lại mật khẩu kích hoạt chiếc tủ lạnh sau đó, còn sao chép dấu tay của Di Sung. Đêm đến khi cả văn phòng rời đi cô ta âm thầm kích hoạt chiếc tủ lạnh. Hoang Ga Eun, nhân lúc công ty không có ai đã mở khóa thành công tính năng bí mật của chiếc tủ lạnh. Thì ra Hoang Ga Eun là một điệp viên của tổ chức tình báo quốc gia, do là mất con chip nên cô ta đang trên đường tìm con chip, thì vô tình thấy được cảnh Di Sung đang đứng trước chiếc tủ lạnh. Cô ta nghi ngờ con chip đang nằm trong đó và quả đúng là như vậy. Cô ta thề sẽ nằm vùng tìm chứng cứ và mọi thứ sẽ trở về như ban đầu. Bên này Di Sung vẫn chưa biết gì vui vẻ đến tìm Cúc Hy. Cô ngại ngùng hỏi ngày nghỉ của anh. Sau khi nghe câu trả lời, Di Sung dứt khoát xóa hết lịch trình ngày hôm đó để dành riêng một ngày đi chơi với anh. Hai người quyết định thứ sáu sẽ đi hẹn hò rồi ngại ngùng vẫy tay ra về. Được gặp đối phương khiến cả hai không nhịn được mồm cứ nhếch lên mãi thôi. Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu Di Sung đã cảm thấy một mối nguy to lớn đang dần tiến đến. Trên đường về nhà, Di Sung bắt gặp đồng nghiệp Haji đang đi con xe đạp của Cúc Hy đến chào anh. Không những thế cô ấy còn nướng bánh quy mang tặng Cúc Hy và có vẻ hai người rất thân thiết. Nụ cười trên môi Di Sung vụt tắt. Trên công ty, Di Sung ngẩn ngơ nhìn đồng nghiệp Haji, rồi tưởng tượng ra cảnh hai người Cúc Hy và đồng nghiệp hẹn hò bên ánh nến. Di Sung còn tưởng tượng ra cảnh hai người kích nhau. Vừa nghĩ đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến liền. Di Sung và Cúc Hy lại chạm mặt nhau trong buổi ra mắt camera kết hợp công nghệ AI trước đó. Cúc Hy và đồng nghiệp Haji được xếp ngồi cạnh nhau đã thế còn đưa đẩy đồ ăn khiến Di Sung nhìn mà buồn bực. Di Sung dùng kế gậy ông đập lực ông túm, ngay lấy đồng nghiệp nam bên cạnh làm hành động tương tự, cho bỏ ghét. Cúc Hy nhìn hành động này thì cũng ghen rồi. Sau cuộc họp, Cúc Hy dè dặt gọi Di Sung ra nói chuyện rồi hỏi có phải anh làm gì có lỗi với cô không. Nhìn gương mặt cún con buồn bã của Cúc Hy, Di Sung không nhịn được mà nói ra tất cả tâm tư. Cúc Hy thấy cô đang hiểu lầm thì nhanh chóng giải thích mình không phải người một lúc hẹn hò với nhiều người như cô nghĩ. Nghe được hai tiếng hẹn hò, lòng Di Sung vui như nở hoa, bao nhiêu muộn phiền bay sạch trong phút chốc. Di Sung ngại ngùng cười cười với Cúc Hy. Cảnh hai người tà lưa bị bạn trai cũ của Di Sung mình thấy. Hắn nhận ra Cúc Hy chính là người đã cầm điện thoại của Di Sung và call video với mình. Sau khi hai người rời đi, hắn ta nhắn tin kêu Di Sung lên tầng thượng gặp mình nói chuyện. Di Sung vừa lên đến nơi đã bị nói cô cắm sừng anh ta để đến với Cúc Hy và chuyện group chat chỉ là cái cớ để cô chia tay. Di Sung cũng cạn lời trước độ hoang tưởng của tên bạn trai cũ. Cô kệ hắn thích nghĩ gì thì nghĩ rồi rời đi. Về đến công ty, đồng nghiệp Haji đã tìm đến Di Sung nhờ cô xem bói. Thì ra nhờ sự giúp đỡ của chiếc tủ lạnh, Di Sung bị cả công ty đồn ầm lên là có năng lực xem bói. Chính vì lý do đó, Haji đã tìm đến cô nhờ cô xem bói cho tình duyên của mình. Khi nghe hai chữ tình duyên, Di Sung cứ ngỡ đối tượng sẽ là Cúc Hy nhà mình, nhưng không, đồng nghiệp đã có bạn trai yêu lâu năm. Di Sung nghe tin tình địch là hoa đã có chậu,
thì cười tươi như được mùa chúc đồng nghiệp trăm năm hạnh phúc. Di xung vào bàn làm việc mở máy tính lên, thì thấy một tờ nốt nặc danh nói về bí mật của chiếc tủ lạnh. Di xung hoảng hốt gập máy tính nhìn xung quanh nhìn kẻ khả nghi. Lúc này, cô cũng phát hiện chiếc tủ lạnh đang bật. Rõ ràng Di xung nhớ mình đã tắt chiếc tủ lạnh đi rồi, và chỉ có mình mới có thể bật được chiếc tủ lạnh đó. Nếu mình không bật thì ai là người đã khởi động được chiếc tủ đó? Di xung quyết định gõ cốt tăng tính bảo mật của chiếc tủ lạnh. Ngày lành đã đến, Cúc Hy và Di xung tất bật chuẩn bị cho lần hẹn hò đầu tiên. Hai người đi tới đi lui thử không biết bao nhiêu bộ quần áo, cuối cùng cũng xong. Di xung đi đến chỗ làm việc của Cúc Hy đợi anh đi cùng. Vừa bước vào, cô đã bị choáng ngợp bởi body không góc chết của anh. Thì ra hôm nay Cúc Hy có lịch chụp hình quảng bá cho đội phòng cháy chữa cháy. Hai người đứng nói chuyện với nhau thì Di xung bị hiểu lầm là sở stylist. Bất đắc dĩ cô phải thoa kem body cho Cúc Hy. Lần đầu tiên được sờ vào body của Cúc Hy, Di xung có chút ngại ngùng, nhưng trong nội tâm lại đang gào thét vì body cực phẩm này. Cúc Hy bị Di xung sờ đúng chỗ nhột bất ngờ bật cười rồi cầm lấy tay Di xung như một phản xạ tự nhiên. Bốn mắt ngại ngùng nhìn nhau, hai người nhanh chóng buông tay. Vì lý do tâm lý, Cúc Hy lựa chọn cách đội mũ che kín mắt để chụp hình. Mặc dù phải mang trên mình chiếc mũ kín như bưng, nhưng cũng không thể nào che được thần thái cùng body hút mắt của anh. Buổi chụp hình kết thúc suôn sẻ. Hai người cùng nhau đi xem phim nhưng có vẻ tâm trạng của Cúc Hy không được tốt cho lắm. Thì ra, sau buổi chụp hình, Cúc Hy đã gặp được người chú cùng người phóng viên năm xưa đã cùng mình đồng hành trong vụ hỏa hoạn của một ngôi làng. Cúc Hy gặp người chú đó để xin lỗi về chuyện năm đó. Khi đó Cúc Hy mới vào nghề vẫn còn non nớt nên đã xảy ra sự cố không may. Người phóng viên khi đó nghe thấy được cuộc trò chuyện của hai người thì âm thầm chế nhạo Cúc Hy không xứng làm lính cứu hỏa. Những lời chế nhạo của hắn vô tình lọt vào tai Di Xung, nhưng cô không biết chuyện gì xảy ra nên cũng không dám chen lời. Cả buổi hẹn hò, Di Xung cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Nghĩ đi nghĩ lại, cô càng cảm thấy Cúc Hy thật thần bí. Điện thoại của anh trống trơn không có gì đã thế lại còn không thích bị người khác chụp ảnh. Cô nghi ngờ Cúc Hy có thân phận khác. Vô số thân phận hiện lên trong đầu Di Xung, nào là điệp viên, nào là ca sĩ nổi tiếng, ẩn nào cả kẻ biến thái. Hai người cùng nhau đi ăn tối. Di Xung định hỏi Cúc Hy về chuyện đó thì điện thoại bỗng reo lên. Người bạn thân gọi điện nói Di Xung hãy đến bệnh viện gấp. Di Xung nhanh chóng xin lỗi Cúc Hy vì phải kết thúc buổi hẹn hò tại đây. Vừa rời đi không được bao lâu hai người lại chạm mặt nhau, tại bệnh viện đã thế lại còn bước chung vào một phòng. Thì ra Cúc Hy đến tìm đồng nghiệp của mình và tình cờ người đồng nghiệp đó chính là người đã đưa bạn của Di Xung vào bệnh viện. Thấy Di Xung đến, đồng nghiệp cùng Cúc Hy cũng rời đi. Di Xung lấy cớ về nhà lấy đồ rồi cũng chuồn mất. Di Xung bắt gặp Cúc Hy cùng đồng đội Haji đang nói gì đó với nhau. Cô nấp sau lãng hoa dần dần tiếp cận nghe lén xem họ đang nói gì, thì bị Cúc Hy bắt gặp. Cô đứng hình mất 5 giây rồi giả bộ như không có gì chạy đi mất. Hôm sau, Di Xung đi làm bình thường, thì đồng nghiệp Haji bất ngờ lăn đùng xuống sàn bất tỉnh nhân sự. Cô nhanh chóng đưa đồng nghiệp đến bệnh viện không ngờ sẽ gặp được Cúc Hy, cũng đến cùng thăm đồng nghiệp. Cô rời đi tạo khoảng không gian cho hai người họ. Nhìn đồng nghiệp Haji khóc trước mặt Cúc Hy, Di Xung càng thêm hiểu lầm về mối quan hệ giữa hai người họ. Cô nghi ngờ Cúc Hy là kẻ bắt cá hai tay. Di Xung về văn phòng lên trang phòng cháy chữa cháy tìm kiếm thông tin của Cúc Hy. Di Xung thấy được một bài viết tố cáo lính cứu hỏa cướp người yêu của người khác. Cô tò mò vào đọc thì thấy nó giống tình huống của mình. Di Xung nghi ngờ bài viết đó là do bạn trai của đồng nghiệp viết, nên đã nhờ chiếc tủ lạnh điều tra thông tin của bạn trai Harry. Không tra không biết, tra ra mới ngã ngửa, Di Xung phát hiện ra bí mật động trời của tên đó. Thì ra hắn chính là một kẻ bạo hành và đồng nghiệp Haji của cô nhập viện cũng là do hắn bạo hành mà thành. Sau khi nhìn thấu sự thật, Di Xung phi như bay đến bệnh viện hỏi đồng nghiệp cho ra nhẽ. Thì ra Cúc Hy đã sớm nhìn thấy bộ mặt của tên đó, nên đã khuyên cô ấy nhanh chóng chia tay. Nhưng đồng nghiệp vẫn bị lời ngon tiếng ngọt của tên đó làm mềm lòng dẫn đến hậu quả đáng tiếc ngày hôm nay. Di Xung biết mình đã hiểu lầm Cúc Hy, nên ngay ngày hôm sau đã tìm đến anh để xin lỗi. Cúc Hy cũng xin lỗi cô về việc đã giấu cô về chuyện đó vì anh không có thói quen tọc mạch chuyện người khác. Di Xung nghe hai từ người khác thì giận tím người rời đi ngay và luôn. Cô quyết định dỗi Cúc Hy cho đến khi anh liên lạc với cô trước thì thôi, nhưng người tính không bằng trời tính. Thì ra tên bạo hành đang tìm đến chỗ đồng nghiệp Haji đang đi công tác. Di Xung sợ tên đó sẽ làm gì Harry, nên ngay lập tức gọi điện cho Cúc Hy cùng nhau đi đến chỗ Haji đang công tác. Hai người vừa đến nơi, thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của đồng nghiệp liền lập tức chạy tới, thì thấy tên bạo hành đang chuẩn bị đánh Haji. Tên đó thấy hai người đến lập tức lấy Haji đe dọa hai người lùi lại. Di Xung cũng không phải là người dễ bị người khác đe dọa, lập tức từ túi sách rút ra một khẩu súng bắn cho tên kia một phát. May thay đó không phải súng thật mà chỉ là súng đồ chơi nên độ sát thương không cao lắm. Tên đó bị đau lập tức buông Haji ra. Di Xung thấy vậy thì chạy đến kéo đồng nghiệp bỏ chạy nhưng đã bị tên đó túm lại. Ba người rơi vào cuộc chiến không hồi kết. May thay Cúc Hy kịp nhảy vào kết thúc cuộc chiến. Sau khi tiễn tên đó lên đồn uống trà, ba người cùng nhau đưa đồng nghiệp về chỗ ở.
Sau sự việc ngày hôm nay, Cúc Hy và Ji Sung cũng làm hòa và nói chuyện lại với nhau. Đang vui vẻ trò chuyện thì xe xảy ra vấn đề. Bất đắc dĩ hai người phải tìm bến xe buýt. Hai người nắm tay nhau, Cúc Hy còn hát cho Ji Sung nghe suốt quãng đường đến bến xe. Sau 30 phút tìm kiếm, hai người cũng đến được bến xe. Ji Sung mở điện thoại lên check xem sau bao lâu sẽ có tuyến tiếp theo, thì một con bọ vụt qua mặt cô. Ji Sung sợ hãi nhưng nhanh chóng được Cúc Hy ôm vào lòng. Cô ngại ngùng buông tay nhưng bị Cúc Hy kéo lại ôm vào lòng một lần nữa. Hai người nhìn nhau đắm đuối, rồi trao nhau nụ hôn đầu tiên quên cả việc phải lên xe đi về. Nụ hôn đó đã đánh dấu mối quan hệ của họ mở sang một trang mới. Hai người cứ như đôi chim di đang thời kỳ yêu đương nồng nhiệt quấn quýt không rời. Hai người cùng nhau nghe nhạc, bỗng dưng máy nghe nhạc lại hỏng đúng lúc. Cô đề nghị cùng nhau đi mua máy nghe nhạc mới, nhưng không ngờ anh lại dẫn cô đến tiệm của bố mình và cô cũng không ngờ rằng hai người họ lại quen nhau. Cuộc hẹn hò ngay lập tức biến thành cuộc gặp mặt phụ huynh. May thay bố cô cũng biết Cúc Hy từ trước nên nhanh chóng đồng ý mối quan hệ này. Bố cô vui vì con gái thoát ế đến mức uống rượu say mềm, rồi làm cho con bò khiến hai người bất lực không nói lên lời. Hôm sau Ji Sung lên công ty nhờ chiếc tủ lạnh điều tra về bạn trai của bạn thân trước khi bạn mình kết hôn. Cảnh đó bị đồng nghiệp Hoang Ga Eun thấy được. Đồng nghiệp ngay lập tức ngửa bài với Ji Sung về chuyện chiếc tủ lạnh và nói cô hãy dừng việc sử dụng chiếc tủ lạnh lại. Ngoài mình ra còn có rất nhiều người biết về tính năng của chiếc tủ lạnh đó. Ji Sung nghe vậy thì hoang mang, rõ ràng chỉ có mình cô biết, sao giờ lại lòi ra một đống người biết. Sau giờ làm việc, Ji Sung dẫn Cúc Hy đến ăn tiệc chia tay độc thân của bạn thân Jae Seo. Bữa tiệc đang vui vẻ thì tên bạn trai cũ sao mềm của cô bước vào nói lẩm bẩm rằng Ji Sung bỏ anh ta vì mê body của Cúc Hy. Thì ra bức ảnh chụp của Cúc Hy đang lọt top tìm kiếm vì body cực phẩm. Cúc Hy nhìn hình ảnh của mình phát tán trên mạng, đột nhiên anh cảm thấy khó chịu nên đã bỏ lại Ji Sung, chạy ra ngoài hít thở. Ji Sung cảm thấy có gì đó không ổn nên nhanh chóng đuổi theo. Cúc Hy giải thích qua loa với cô rằng mình cảm thấy không khỏe, rồi chạy đi mất, bỏ lại Ji Sung hoang mang đứng đó. Trên đường trở về nhà, Ji Sung nhìn thấy bạn thân mình đêm hôm khuya khoắt không về, với chồng lại trèo lên xe của đồng nghiệp Cúc Hy. Ji Sung tò mò chạy đến công ty điều tra lý lịch của người đồng nghiệp đó. Cô không ngờ mình lại phát hiện ra một bí mật đồng trời của Cúc Hy. Màn hình hiển thị một người y hệt giống bạn trai mình, nhưng không có tên là Cúc Hy mà lại mang một cái tên vô cùng xa lạ, Jaemin. Ji Sung vô cùng hoang mang nhưng cũng kệ, biết đâu người ta đổi tên thì sao. Cô đã cố gạt bỏ hết những thắc mắc, nhưng về đến nhà vẫn ngồi nhìn Lego lính cứu hỏa ngẩn ngơ suy nghĩ. Cô nhắn tin hỏi chuyện Cúc Hy. Bên này Cúc Hy cũng nhìn thấy tin nhắn cô gửi đến nhưng không biết nói cho cô từ đâu, nên đã không trả lời tin nhắn. Hôm sau Cúc Hy mới nhắn lại cho cô hẹn đi ăn trưa cùng nhau. Ji Sung lấy hết dũng cảm hỏi anh về vụ bức ảnh, nhưng nhận lại chỉ là thái độ có vẻ gay gắt của anh về việc đó. Sau đó anh nhận được cuộc gọi và rời đi. Ji Sung sau khi bị bỏ bom thì vô cùng buồn bực trở về nhà. Cô không thể tập trung làm việc khi trong đầu còn vô số thắc mắc không được giải đáp. Cô buồn bực chạy ra cửa sổ hít thở không khí, thì thấy cảnh Cúc Hy lao mình ra cứu một cậu bé. Ji Sung hoảng sợ ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà. Cúc Hy vì cứu cậu bé bị mà bị thương nhưng mẹ cậu bé không những không cảm ơn, mà còn nói rằng đã cứu cậu bé sao lại làm cậu bé bị chảy máu tay như này. Ji Sung nghe những lời nói đó thì tức đến bật cười vì sự vô lý của người mẹ. Cô không ngần ngại nhảy vào combat với bà thím đó một trận, nhưng đã bị Cúc Hy cản lại. Ji Sung dẫn anh lên nhà mình tắm rửa sạch sẽ. Nhìn Cúc Hy mặc quần áo của mình, Ji Sung không nhịn được bật cười thành tiếng vì độ cute của bạn trai mình. Hai người cùng ngồi xuống trò chuyện. Tại đây Ji Sung đã nói ra hết thắc mắc của mình. Mặc dù cô rất tò mò về anh, nhưng cô vẫn sẽ đợi anh sẵn sàng kể hết mọi chuyện. Dù anh có là ai đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng đến việc hẹn hò của họ. Cúc Hy nghe xong thì vô cùng cảm động, lập tức trao cho cô một nụ hôn nồng cháy hơn bao giờ hết. Sáng hôm sau, Ji Sung vừa mở mắt thì nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp Haji bảo rằng cô hãy lên mạng ngay lập tức. Ji Sung mở điện thoại thì thấy một bài viết nói rằng Cúc Hy là kẻ giết người và anh đã hại chết một người lính cứu hỏa. Bài viết nhận được vô số phản hồi tiêu cực nói Cúc Hy không xứng làm lính cứu hỏa. Hội bạn thân của Ji Sung sau khi thấy tin tức thì lập tức túm cổ đồng nghiệp của Cúc Hy, hỏi về vụ việc đã xảy ra năm đó. Dưới lời kể của người đồng nghiệp, mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Ngày bé, ngôi nhà Cúc Hy ở đột ngột bốc cháy, mẹ anh thấy vậy thì cầu xin lính cứu hỏa vào trong cứu anh, mà không biết anh đã sớm ra ngoài đi chơi. Người lính xông vào không may đã mất mạng, vì vậy mọi người đều trách móc hai mẹ con Cúc Hy, chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho lính cứu hỏa. Những người đó thậm chí còn tìm đến tận nơi ở của hai mẹ con phá hoại khiến anh cùng mẹ không dám ra ngoài một thời gian. Cúc Hy từ đó đều mang theo biệt danh kẻ giết người mà sống. Chính vì lý do đó anh rất bài xích những người chụp ảnh mình, vì một khi bị nhận ra cơn ác mộng đó sẽ ập tới một lần nữa. Bên này, sau khi biết được mọi chuyện, Ji Sung mang theo đôi mắt đỏ ửng đến tìm Cúc Hy. Ngay sau khi nhìn thấy cô, Cúc Hy ngay lập tức kêu cô đừng tới gần mình, và kéo tay cô chạy khỏi những ánh mắt đang bàn tán về mình.
Di Sung kêu Cúc Hy dừng lại và nói rằng anh không việc gì phải chạy trốn, anh cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Cúc Hy ngây thơ nói rằng mình chỉ đang kéo cô khỏi đàn ong thôi mà, chứ đâu có chạy trốn gì đây. Di Sung quê thành một dòng sông không nói lên lời. Từ miệng Cúc Hy cô còn biết được người lính cứu hỏa đó chưa hề chết, mà chỉ bị thương nặng hiện tại đã chuyển ra nước ngoài sinh sống. Di Sung khuyên anh hãy tìm và liên hệ với người đó để nói cho cả thế giới biết rằng mình không phải là kẻ giết người, nhưng anh đã từ chối vì không muốn đào lại vụ án đó nữa. Hôm sau trên mạng đã có những người tốt ra tay giúp đỡ Cúc Hy. Họ là những người đã được anh giúp đỡ suốt thời gian qua. Những bài viết của họ nhận được vô số phản hồi tích cực và mọi người cũng dần thay đổi ánh mắt của mình về Cúc Hy. Hơn thế nữa, người lính cứu hỏa còn sống năm đó cũng đã về nước và lên tiếng thanh minh cho Cúc Hy. Hôm sau Cúc Hy cùng Di Sung đến tìm người lính cứu hỏa năm xưa để nói lời cảm ơn. Mọi hiểu lầm được giải quyết, tâm trạng Cúc Hy thanh thản hơn bao giờ hết. Hai người cùng nhau nắm tay ra về thì điện thoại Cúc Hy tinh tinh một dòng tin nhắn. Hai người tò mò mở lên xem thì thấy cảnh Di Sung hỏi chuyện chiếc tủ lạnh bị quay lại. Di Sung hốt hoảng giải thích mọi chuyện cho Cúc Hy nhưng anh có vẻ không tin. Hết cách, Di Sung dẫn anh đến công ty xem tận mắt bắt tận tay để chứng minh mình không phải kẻ rình mò thông tin người khác. Vào lúc Di Sung cần nói nhất thì chiếc tủ lạnh lại không hoạt động và liên tục xảy ra lỗi. Di Sung vội vàng chạy đi kiểm tra thì phát hiện phần lập trình của mình đã biến mất không dấu vết. Di Sung tiếp tục giải thích nhưng đổi lại chỉ là sự mất niềm tin của Cúc Hy. Di Sung cũng không đuổi theo mà chọn cách về nhà suy nghĩ lại mọi chuyện. Cô nhờ đến sự giúp đỡ của chiếc tủ lạnh cũng chỉ vì lợi ích của mọi người, vậy mà giờ đây lại bị chính người mình tin tưởng nhất coi là kẻ rình mò thông tin. Di Sung bất lực khóc thành tiếng. Sau một đêm đau khổ, Di Sung quyết tâm sẽ tìm ra kẻ hại mình. Di Sung hùng hổ bước vào công ty, mắt bật chế độ quét 360 độ tìm kiếm kẻ tình nghi nhưng không có kết quả. Di Sung mệt mỏi trở về nhà thì thấy Cúc Hy đang đứng đợi mình. Anh chạy đến ôm chầm lấy cô và nói lời xin lỗi vì đã không tin tưởng cô. Anh nói rằng dù mọi chuyện có ra sao thì anh vẫn sẽ đứng đây, tin tưởng cô vô điều kiện. Mặc dù vẫn còn yêu, nhưng cô vẫn nói ra lời chia tay vì không muốn tiếp tục làm tổn thương thêm một ai nữa. Cô trở về nhà thì thấy đèn điện bật sáng và đồ đạc trong phòng rối tung lên. Di Sung thận trọng bước vào thì đùng một cái người đàn ông nhảy ra. Anh ta là đồng nghiệp của Di Sung tại công ty. Anh ta nhanh chóng trói cô lại và tra khảo về vị trí giấu con chip. Thì ra anh ta chính là kẻ đã gài camera quay lén Di Sung. Hắn ta mới chính là kẻ biến thái chuyên đi rình mò thông tin cá nhân của người khác rồi đăng lên mạng xã hội. Hắn nhanh chóng lật tung túi sách của cô để tìm con chip. Chiếc đồng hồ liên lạc giữa mình và Cúc Hy theo đó cũng rơi ra, đồng thời ngoài cửa cũng vang đến tiếng gọi của hội chị em thân thiết. Nhân lúc tên biến thái ra nhòm, Di Sung nhanh chóng cởi lấy chiếc đồng hồ và giấu nó dưới chân. Thì ra hội chị em thân thiết cũng đã tìm ra danh tính của kẻ đã quay lén nên mới tìm đến nhà cô để thông báo. Thấy không liên lạc được với cô, họ đã để lại tin nhắn, nhưng tin nhắn đó lại bị tên biến thái đọc được. Hắn nhanh chóng rơi vào trạng thái mất khống chế. Tên đó từ đâu lấy ra căn xăng to đùng định đồng quy vô tận cùng Di Sung. Vào thời khắc quan trọng, đồng nghiệp Hoang Ga Ân đạp cửa sổ xông vào đá cho tên biến thái một phát nhớ đời. Tên biến thái vùng vẫy châm bật lửa. Đám cháy bùng lên nhanh chóng. Hoang Ga Ân ra sức giải cứu Di Sung và cô cũng đang cố gắng liên hệ với Cúc Hy. Ngỡ tưởng mình sẽ chết trong biển lửa thì cánh cửa bị đá văng ra cùng sự xuất hiện của Cúc Hy. Anh nhận được tín hiệu cầu cứu của cô thì nhanh chóng chạy đến dập lửa và cứu cô ra ngoài. Sau khi cứu được Di Sung, Cúc Hy quay trở lại biển lửa cứu tên biến thái. Di Sung ở dưới thấp thỏm nhìn lên nhà mình chờ Cúc Hy xuất hiện một lần nữa. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người tốt, Cúc Hy thành công cứu tên biến thái. Trải qua sinh tử, hai người càng thêm trân trọng nhau hơn, mãi không chia lìa. Bộ phim đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để mình có thêm động lực làm những video hay hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.